Bạn có muốn chiếc drone của mình nhào lộn cực pro như thế này hay thế này không? Tất cả các trò thú vị mà bạn vừa xem đều nằm trong tính năng Easy Acro của Avatar 2, cực kỳ đơn giản mà kể cả người mới cũng có thể thực hiện được chỉ với một nút bấm. Trước khi bắt đầu thì bạn hãy lưu ý rằng cái Easy Acro này sẽ chỉ sử dụng được khi mà chúng ta ở trong chế độ Normal cùng với khi mà sử dụng tay RC Motion 3 thôi. Nếu mà bạn sử dụng tay Remote Controller 3 thì sẽ không thể sử dụng cái tính năng Easy Acro này. Để bật tính năng Easy Acro, bạn hãy chọn vào phần menu phía trên và chọn vào chế độ Easy Acro có biểu tượng mũi tên đang xoay. Ở bên trái màn hình, bạn sẽ thấy có 3 phần tùy chọn của chế độ Easy Acro lần lượt là Slide, Drift 180 độ và Flip. Bạn hãy làm bánh răng ở trên tay cầm điều khiển để chọn vào những tùy chọn này. Mình sẽ giải thích và hướng dẫn từng cái tùy chọn này. Và mình cũng nghĩ rằng là anh em nào chơi FPV drone cũng nên biết những cái tip này để cho chúng ta bay drone được thú vị hơn. Slide là tùy chọn mặc định của Avatar 2. Ở tùy chọn này thì khi chúng ta đẩy cần joystick sang hai bên thì máy sẽ bay ngang. Đẩy cần lên thì máy sẽ bay thẳng lên. Còn đẩy cần xuống thì máy sẽ bay xuống như thông thường. Nhưng mà tốc độ mặc định của Avatar 2 khi bay lên xuống hay là bay ngang thì sẽ rất là chậm, rất dễ gây khó chịu. Bạn có thể thay đổi tốc độ bay của máy trong phần setting Gain Tuning. Để biết hướng dẫn chi tiết, bạn hãy tìm xem lại video cài đặt nên biết về Avatar 2 của chúng mình nhé. Drift 180 độ là tùy chọn trong Easy Acro giúp bạn xoay Avatar 2 180 độ cực kỳ mượt mà và ngay trên đường bay. Tùy chọn Drift 180 độ hiện nay thì sẽ cho phép máy quay sang bên trái hoặc là quay sang bên phải 180 độ về phía sau trong khi vẫn bay theo cái hướng ban đầu. Ví dụ, mình sẽ bấm giữ cò để máy bay theo đường thẳng, rồi gạt cần joystick sang trái rồi thả ra, thì máy sẽ xoay 180 độ quay về phía sau và vẫn tiếp tục bay về phía trước. Rồi khi nhả bấm cò ở ngón trỏ thì máy sẽ dừng lại và lơ lửng tại vị trí đó. Cái cần joystick này thì máy sẽ tự động thực hiện cái cú drift 180 độ cho chúng ta, nên là chúng ta chỉ cần gạt một cái rồi thả ra chứ không cần giữ. Khi quen rồi thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng những cú drift này vào những cảnh quay kiến trúc, quay phong cảnh và cả quay người nữa, tùy thuộc vào sức sáng tạo của bạn. Tùy chọn flip trong Easy Acro sẽ khiến cho chiếc Avatar 2 của bạn nhào lộn dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong tùy chọn này, nếu bạn gạt cần joystick thì máy sẽ tự động thực hiện nhào lộn theo đúng hướng mà chúng ta đã đẩy cần. Vậy nên chúng ta sẽ chỉ cần gạt một lần thôi và không cần phải giữ cho đến lúc máy nhào lộn xong. Nếu mình đẩy cần sang phải thì máy sẽ lộn sang phải một vòng. Nếu đẩy cần sang trái thì máy sẽ lộn theo chiều ngược lại. Cũng tương tự, nếu đẩy cần lên thì Avatar 2 sẽ lộn về phía trước, còn đẩy cần xuống thì lộn về phía sau. Bạn hãy lưu ý rằng khi mà máy thực hiện flip xong thì nó sẽ hơi bị hạ độ cao một chút. Vậy nên là chúng ta sẽ cần bay cao lên rồi mới flip thì để tránh cho việc máy bị đâm đụng hỏng hóc. Thật ra mình nghĩ nhà sản xuất DJI cũng đã trang bị tính năng an toàn cho chế độ này. Nếu drone nhận diện được chúng ta đang bay quá gần mặt đất thì máy sẽ hiện cảnh báo và chúng ta sẽ không thể nhào lộn được. Vậy dù bạn là người mới đi chăng nữa thì cũng hãy yên tâm bật chế độ Easy Acro này lên và thử nhào lộn trong lần bay tới. Và khi quen tay rồi thì chắc chắn là những cái cảnh nhào lộn của bạn sẽ rất là thú vị. Và bạn cũng có thể áp dụng những cái cảnh này để chúng ta chuyển cảnh nữa. Vậy trên đây là hướng dẫn sử dụng Easy Acro trên DJI Avatar 2. Rất dễ phải không nào? Mình nghĩ rằng cái tính năng này sẽ giúp cho những người mới dễ làm quen và cũng thích thú hơn với cái việc sử dụng FPV drone. Vậy thì bạn nghĩ sao về những cái tính năng này? Hãy để lại comment nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.